Đến 7 giờ 40 phút ngày 28 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Bình Chiểu. Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, Đoàn Văn Trọng, 27 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, đến một căn nhà trên quốc lộ 1 thuộc phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức gặp Nguyễn Anh Phương, 40 tuổi, để nói chuyện về việc Phương nhắn tin nói xấu Trọng với bạn gái tên L, là vợ Phương và hai vợ chồng đang làm thủ tục ly dị. Trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên Phương gọi thêm 4 thanh niên đến dùng hung khí đuổi đánh Trọng. Trọng bỏ chạy khoảng 100m thì dừng lại. Phương cùng 4 thanh niên đuổi theo đến nơi Trọng đứng và tiếp tục vây đánh. Bất ngờ, Trọng rút con dao thủ sẵn trong người ra đâm Phương và một thanh niên trong nhóm bên Phương. Phương nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Người còn lại trọng thương cũng đang cấp cứu tại bệnh viện. Trọng đã bị bắt sau đó.